Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 25 tháng 6 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Thìn Tý bán hợp báo hiệu người tuổi Tý trong hôm nay có thể gặp được quý nhân trợ mệnh chuyện làm ăn kinh doanh của bản mệnh nhờ vậy khá thuận lợi bạn sẽ có được những cơ hội phát triển mới lợi nhuận cũng theo đó mà tăng vọt tuy nhiên do ảnh hưởng của thương quan nên cuộc sống của những chú chuột bỗng chốc trở nên quá bận rộn khiến bạn đánh mất nhiều thứ quan trọng trong đó có cả tình cảm gia đình chuyên tâm làm ăn nhưng cũng đừng quên quan tâm đến tổ ấm của mình bạn nhé ngày thủy thổ xung khắc cũng đe dọa tình cảm đôi lứa khiến hai bạn dễ xảy ra tranh cãi vì những vấn đề hết sức nhỏ nhặt Đôi khi bạn cũng nên để ý đến cảm xúc của người ấy thay vì cố hơn thua cho bằng được kẻo tổn thương gây ra sẽ khó mà chữa lành được. Tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim. Ngày tốt trung bình, việc cầu mong tiền bạc còn chậm hoặc chỉ có tin, chấp nhận trên nguyên tắc thỏa thuận. Nếu có tài lộc đến là tiền trung gian nhờ chuyển dùm, có sự phân chia, tạm ứng. Hãy mạnh dạn nói lên ý định của mình khi thảo luận, góp ý kiến. Nếu tiến hành giải quyết công việc thì không nên câu nệ những tiểu tiết chuyện tình cảm chưa có thể tỏ bày một cách trọn vẹn, chưa phải là lúc thân tiện. Tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy. Ngày hoàn toàn không tốt cho tất cả mọi việc mong cầu về công danh, tài lộc, tình cảm. Không nên mưu sự chuyện lớn lao sẽ bị nghẽn lối. Cần phải biết kiềm chế sự nóng tính, vội vã của mình trước mọi trở lực khó khăn, ràng buộc. Sự tranh luận, tranh cãi, thư kiện sẽ đem đến nhiều hao tốn từ tiền bạc cho đến sức khỏe, tình cảm. Ngay trong việc di chuyển, đi xa, hoặc mong cầu tin tức cũng nên cẩn trọng. Sức khỏe không tốt, ngày có nhiều sự biến chuyển nhanh chóng, tốt xấu lẫn lộn nên dè dặt. Cần nghiên cứu lại các nguồn tin, hoặc chỉ có tin không tốt. Không nên tin cậy quá đáng vào người khác. Tử Vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa, không nên mưu sự hoặc tiến hành công việc sẽ gặp nhiều khó khăn bất lợi. Ngày có nhiều áp lực do người và hoàn cảnh gây nên. Sự việc xảy ra không đúng với ý định của mình, chỉ nên ngồi yên, chờ gặp quý nhân giúp đỡ, che chở hoặc chờ một cơ hội khác chỉ thích hợp với những người làm ngành nghề có liên quan đến pháp luật y tế. Có tin xa, ngày có nhiều chuyện yêu phiền bực bội hoặc sức khỏe không tốt, việc làm không có kết quả. Tử vi tuổi canh tí, thuộc mệnh thổ. Việc mong cầu về công danh, tài lộc sẽ có kết quả nhưng chậm, hoặc chỉ là tin ngoài hành lang. Công việc tuy có trở ngại chút ít nhưng nếu bền trí thì vẫn có kết quả, không nên chán nản. Có nhiều công việc đến cần phải giải quyết, ngày có nhiều bận rộn, có tin tức ở xa, có hỷ sự. Sức khỏe không tốt, không nên chán nản khi thấy có sự trì trệ hoặc tin tức chậm. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều chuyện bận rộn lo âu khi sự việc xảy ra hoặc có tin tức không tốt cho sức khỏe, bổn mạng, công danh, tình cảm, hoàn toàn không tốt cho việc khai trương, đi xa, tiến hành công việc. Có tin buồn ở xa của người thân hoặc chỉ gặp những người đem đến những điều bất lợi cho mình. Cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, sử dụng phương tiện xe cổ. Có sự hư hại đồ đạc, tài lộc kém. Tử vi tuổi sửu. Thìn sửu tương phá là lời nhắc nhở người tuổi sửu cần phải chú ý tới tính tương tác với mọi người trong hôm nay. Công việc khó bề suôn sẻ do các thành viên tranh cãi, bất đồng với nhau. Tập thể thiếu đoàn kết có thể kéo lùi bước tiến của tất cả mọi người. Bù lại, ngày có chính Ấn Độ mệnh sẽ là một ngày khá khả quan về mặt tài chính đối với người con giáp này. Có thể một người bạn từng làm việc cùng trong quá khứ sẽ xuất hiện và mang theo lời mời hấp dẫn hoặc có ai đưa tới cơ hội đầu tư khá triển vọng cho bản mệnh. Ngày thổ khí vượng, những chú châu nên chú ý hơn đến vấn đề sức khỏe, nhất là về đường ruột. Mệnh chủ thời gian này căng thẳng và áp lực có thể sẽ mắc bệnh dạ dày, hãy lưu ý để đi thăm khám kịp thời khi có biểu hiện lạ. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim. Ngày gặp nhiều trở lực khó khăn, trái ngược với mọi dự tính mọi tin tức dù tốt hay xấu cũng không nên vội vàng giải quyết cần phải suy tính lại nhưng khi hành động thì phải làm cho nhanh kẻo mất cơ hội và phải có thái độ dứt khoát dù đó là chuyện làm ăn hay là vấn đề tình cảm tuy nhiên luôn luôn phải có thái độ nhẫn nhịn và hòa giải cùng lấy ý kiến của mình làm chủ không nên tranh cãi có quý nhân giúp đỡ hoặc nhận được tin tức tốt về họ ngày có nhiều biến động và thay đổi về công danh tình cảm tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy Tuy có gặp chút ít khó khăn trở ngại, nhưng công việc vẫn được hanh thông. Thích hợp với ngành nghề công kỹ nghệ, sửa chữa, tránh mọi chuyện thị phi, phiền hà rắc rối. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, lộc ăn, quà tặng. Ngày có sự tổng kết của công việc, đến hạn kỳ. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi kỳ sửu thuộc mệnh hòa. Nên hòa thuận, tùy vào hoàn cảnh xảy ra như thế nào thì làm như thế ấy. Nên khiêm nhường hoặc ẩn nhẫn là hay. Không nên để ràng buộc vì lời nói, hẹn ước có lộc nhỏ, hoặc được lộc ăn, quà tặng, nên quay trở về nơi trốn cũ hoặc chỉ nên ngồi yên. Có tin tức của bè bạn, người thân, ngày tốt cho việc tổng kết thu dọn, chấm dứt cho một công đoạn làm ăn, đi xa. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ. Không nên mưu sự hoặc cưỡng cầu khi hoàn cảnh hiện tại đã có sự thay đổi. Nên thuận theo ý trời và chấp nhận những quyền lợi còn sót lại. Nên ra đi hoặc thay đổi hiện trạng. Ở lại, hoặc cứ cố chấp sẽ hoàn toàn không có lợi càng dài bầy thì lại càng không có lợi. Nói chung là nên mạnh dạn hành động phù hợp với tình hình, thực tế. Về tài lộc nên dàn xếp cho sòng phẳng, nếu thấy có lợi chút ít mà còn giữ được tình cảm tốt với nhau là điều nên làm. Có tin xa, có khách đến. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc. Cần lưu ý những việc làm, giấy tờ ở quá khứ có điều sơ sót, ảnh hưởng đến công việc hiện tại. Nếu thấy có điểm gì nghi ngờ nên tìm hiểu lại. Không nên phát triển thêm hoặc đầu tư, tiến hành mọi chuyện, không có lợi tài lộc còn chậm chạp nếu có cũng vào nhanh ra nhanh đề phòng tiểu nhân chơi xấu tử vi tuổi dần thiên tài nhập cục đường tài lộc của tuổi dần hôm nay cũng có nhiều tin vui khi mà tiền bạc ào ào đổ về túi con giáp này có thêm nghề tay trái để tăng thu nhập cho mình tuy có chút vất vả nhưng thành quả nhận về khiến bạn hài lòng người làm kinh doanh có cơ hội phát triển quy mô làm ăn lớn hơn nữa nếu bạn nắm bắt được cơ hội này thì chẳng lo không có tiền tiêu bản mệnh cần tỉnh táo và sáng suốt để không bỏ lỡ thời cơ phát tài ngũ hành xung khắc khiến chuyện tình cảm của những chú hổ vui thì ít mà buồn thì nhiều mâu thuẫn cứ kéo dần khoảng cách giữa cả hai ra xa nhau hơn dù bạn đã cố gắng hàn gắn dạn nứt nhưng nỗ lực từ một phía thì chỉ là vô ích tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy Cần lưu ý những người mình gặp trong ngày là người đang gặp khó khăn hoặc có chuyện lo âu về sự nghiệp công danh cũng như về tình cảm, sức khỏe. Nên ngày này có lợi cho những người làm nghề thầy thuốc, pháp luật, sửa chữa, mua bán xe cổ. Tài lộc tuy có nhưng chậm, tình cảm gia đạo không tốt, có người đau ốm, có tin xấu ở xa về làm ăn, sức khỏe hoặc nhà phải bận rộn về chuyện tiếp khách. Nói chung có lợi về tiền bạc nhưng phải cực nhọc và phải có sự chờ đợi. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh Hỏa mọi việc về công danh, tình cảm có thể bị đảo lộn hoặc đứng chừng. Có rất nhiều điều khổ tâm, chịu đựng, tiến thoái lưỡng nan. Gia đạo bất an, có chuyện buồn. Đề phòng mọi rủi ro tai nạn rất dễ xảy ra cho buồn mạng, công danh, tình cảm. Ngày xấu, chỉ nên an phận, không nên manh động. Nếu là người có phước đức lớn, tuy không có gì thiệt hại, nhưng cũng nhận được nhiều tin tức xấu của gia đạo, người thân, bè bạn. Đề phòng khẩu thiệt, thị phi, tai tiếng. Tử vi tuổi mậu dần, thuộc mệnh thổ chỉ nên ngồi yên tại chỗ không nên tính toán di chuyển tìm kiếm sẽ không có kết quả ngày xấu cho mọi việc nếu được sự yên bình là điểm tốt không nên xen vào chuyện người đề phòng có người kích bác hoặc chơi xấu mình gia đạo bất an có tin buồn hoặc tin tức không đến hoặc đến mà không được như ý bị từ chối tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc tất cả sự thành bại của mình đều tùy thuộc vào kết quả tốt hay xấu trong công việc của quý nhân hoặc người cấp trên đồng sự với mình Tuy nhiên đây cũng không phải là ngày tốt cho các công việc làm ăn lớn, cầu tài, sẽ bị phá ngang nửa chừng, việc xảy ra ngoài ý muốn. Tâm tình bất an, có chuyện buồn, hay lo, gặp trở ngại. Có nhiều áp lực đến với mình trong công việc cũng như tình cảm cần phải giải quyết. Tài lộc nhỏ hoặc chậm chạp, dễ hao tài, sự mong cầu về đi xa hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại chưa tốt. Tử vi tuổi nhâm dần, thuộc mệnh kim. Không nên e sợ chuyện mít lòng, phiền lòng, cứ mạnh dạn nêu ý kiến. Tài lộc còn chậm ngày có nhiều tin tức hoặc chỉ để bàn thảo. Không nên tiến hành, quyết định sẽ gặp nhiều chống đối, bất mãn. Cẩn trọng khi sử dụng dồ đạc vật liệu, xe cộ có sự hư hại, hoặc cần phải tu bổ sửa chữa. Giới hạn trong việc di chuyển, đi lại. Có tin buồn hoặc trái với dự tính. Tử vi tuổi mão cục diện tương hại xuất hiện trong tử vi thứ sáu này của người tuổi mão là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của bản mệnh không mấy tốt đẹp bạn và đối phương gặp nhiều mâu thuẫn ai cũng có chính kiến và không có ý định lắng nghe người khác đây sẽ là lý do giết chết tình yêu của hai bạn hôm nay có chính tài xuất hiện dây là có điểm lành đang tới lúc này rất thích hợp để những chú mèo đầu tư hay kinh doanh nếu có ý định mở rộng khoản thu nhập hàng tháng của mình bạn có thể lên ý tưởng ngay từ bây giờ ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng quên chăm sóc cơ thể mình vì sức khỏe chính là tài sản vô giá chỉ khi có một sức khỏe tốt bạn mới có thể thoải mái theo đuổi những thứ mình thích tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy tất cả những vấn đề về công danh tình cảm việc làm tin tức chờ đợi đã lâu hôm nay sẽ đến ngày của sự đáo hạn đến hẹn và nên tiến hành như đã dự tính càng sớm càng tốt có quý nhân có khách bè bạn đến nên bỏ qua những tiểu tiết hoặc trở ngại mà cần phải vượt qua sẽ có kết quả tốt. Tài lộc vào ra thất thường, hoặc chậm đến, hoặc có mà phải tiêu hao, hoặc phải chịu thêm những điều kiện khác. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh Hỏa. Đã đến lúc phải thay đổi phương hướng không nên theo lối cũ, dù bước đầu có gặp khó khăn nhưng vẫn có kết quả tốt ở tương lai. Cần nhất không nên chán nản, bỏ ngang sẽ không tìm lại được. Có tài lộc hoặc có hỷ sự, gặp quý nhân. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh Thổ ngày có sự thay đổi, hoặc đến hạn phải tiến hành, hoặc chấm dứt một công việc, hay chuyện tình cảm. Có khách, bè bạn đến, hoặc có tin tức của họ. Có tài lộc, có hỷ sự, hoặc có lộc ăn, quà tặng, tiệc tùng. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên mong cầu hoặc tham dự quá đáng lại trở thành chuyện không vui, hao tán. Tử vi tuổi tân mão, thuộc mệnh mộc. Tất cả mọi sự đều thay đổi. Việc chờ đợi đã lâu nay đến lúc cần phải giải quyết, hoặc được gặp gỡ, công việc đã đến hạn kỳ. Cầu đi xa thì nên tiến hành có sự hội ngộ và có sự chia tay nếu bấy lâu nay đã gặp gỡ có tài lộc hoặc có lộc ăn tin vui tiệc tùng nhưng mình cũng phải có hao tốn chút ít có tin tức hoặc giấy mời tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim công việc đang làm dễ bị phá ngang bỏ dở vì có tin tức mới hoặc có khách đến ngày nên thay đổi tình trạng hiện tại đi xa hoặc tổng kết bắt tay vào công việc mới thuận lợi cho việc đính hôn hợp tác trừ cũ lập mới có tài lộc hoặc có lộc ăn dự tiệc nhưng không đi hoặc vui không trọn vẹn nên cẩn trọng khi di chuyển sử dụng xe cộ máy móc có tin buồn về công danh tình cảm buồn mạng của người thân bè bạn tử vi tuổi thìn 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 tự hình gây ra những nỗi bất an không tên trong lòng con giáp này nếu lo sợ vì những điều sắp xảy ra thì tốt hơn hết bạn nên tìm cách xử trí từ bây giờ còn nếu tiếp tục không hành động gì bạn càng căng thẳng và mệt mỏi thêm mà thôi thiên ấn xuất hiện như tiếp thêm sức mạnh để những chú rồng giải quyết dứt điểm những rắc rối hiện tại khó khăn đến đâu rồi cũng sẽ được khắc phục ổn thỏa bản mệnh thậm chí còn nhân cơ hội này để thể hiện năng lực của mình với mọi người nữa may mắn vào những lúc hoang mang như hiện tại bạn luôn nhận được sự quan tâm và động viên kịp thời nửa kia bạn thầm cảm ơn định mệnh sắp đặt để hai bạn có thể gặp được nhau và bên nhau đến giờ. Dù còn nhiều thử thách phía trước nhưng bạn tin tình yêu của mình đủ lớn để cả hai quyết tâm vượt qua tất cả. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, Ngày tuổi của buồn mạng. Không nên hấp tấp thay đổi tình trạng hiện tại, dù có tin tức mới, hoàn cảnh thay đổi. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc chỉ nhận được tin tức. Cần phải có sự khéo léo, uyển chuyển tinh tế trong lúc công việc đang ở buổi giao thời không bỏ cũ theo mới một cách hoàn toàn cũng không giữ nguyên tình trạng hiện tại mà bỏ quên nghiên cứu hướng đi trong những ngày sắp tới có sự rời hẹn tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ ngày tuổi của buồn mạng không nên cưỡng cầu những việc lớn lao tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước chỉ nên an phận và nghỉ ngơi hoặc chỉnh đốn lại các công việc nhà văn phòng nếu có được tin tức tốt cũng phải có sự suy nghĩ đắn đo nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ suất nào hay không càng cẩn trọng thì bớt sự âu lo có tài lộc tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày tuổi của buồn mạng tất cả mọi công việc về công danh tình cảm tiền bạc đều nên có sự cẩn trọng dễ bị ràng buộc về lời nói thị phi tranh cãi gặp phải hoàn cảnh có nhiều sự đảo lộn ngược xuôi khó nắm bắt tài lộc chậm hoặc lộc nhỏ có tin buồn tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim ngày tuổi của buồn mạng nên cẩn trọng về sức khỏe tâm tình bất an không nên vội vã hấp tấp khi sự việc xảy ra mà chỉ nên hành động như thường ngày. Sẽ có tin đến, tài lộc bình thường, có sự cầm giữ tiền bạc của người khác hoặc có mà phải có sự phân chia. Ngày có sự tu bổ hoặc sửa chữa về phương tiện máy móc xe cộ. Cầu đi xa hoặc muốn thay đổi hiện trạng, hoàn cảnh phải có sự chờ đợi, chậm trễ chút ít. Tử Vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh Thủy. Ngày tuổi của bổn mạng, có tin tức của người nữ ở phương xa nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận, bàn thảo, nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ. Không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn, chắc trở, hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn. Nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới. Chi dùng tiền bạc cho khéo léo, dễ hao tài, nên hoàn trả nợ nần, tu bổ, sửa chữa, mua sắm những việc cần thiết, hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết. tử vi tuổi tỵ Thiên quan xuất hiện kéo theo họa tiểu nhân quấy phá, công việc vì thế mà cũng dễ gặp phải rủi ro hơn. Bản mệnh cần phải lưu ý hơn trong những mối quan hệ nơi công sở, là bạn hay thù chẳng thể biết trước được. Đúng là ban đầu kẻ tiểu nhân kia chẳng hề có ý xấu với bạn, nhưng khi nhìn thấy những gì bạn đang có thì lại sinh lòng đố kỵ, ganh ghét mà muốn cướp lấy. Nếu cứ tiếp tục cả tin như vậy, bạn có thể tự tay đổ công sức vất vả bấy lâu của mình xuống sông xuống biển hỏa sinh thổ, tình cảm giữa bản mệnh và người ấy càng ngày càng trở nên sâu sắc hơn. Đôi khi cũng nảy sinh tranh cãi nhưng sau những lần đấy, hai người lại hiểu và yêu nhau nhiều hơn, tình cảm thậm chí càng thêm nồng nàn. Tử vi tuổi ất kỵ, thuộc mệnh hỏa. Công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ. Nên thay đổi tình trạng, hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, rời chỗ. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau, nếu thấy có lợi thì nên dừng bước không nên tiếp tục. Tình cảm tốt. Tử Vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Cần tránh mọi sự thị phi tranh luận không đưa đến kết quả tốt dù ở trong tiệc vui cũng vậy. Tài lộc vào nhanh ra nhanh, có tin xa, ngày có sự mua sắm, tu bổ, chi dụng cho những việc đến hạn kỳ. Không nên dính líu đến những chuyện của người khác dễ mích lòng, làm ơn nên oán. Tử Vi tuổi kỳ tỵ thuộc mệnh mộc nên có sự hoàn trả nợ nần về tiền bạc cũng như về ân tình nghĩa lụy, sự trung đụng về làm ăn, giao dịch sẽ có kết quả lâu dài. Có tin xa, nếu có cuộc hẹn thì nên chờ đợi, có sự rời hẹn, chậm trễ. Công việc của người khác không nên nhúng tay vào dễ bị hiểu lầm, mất của. Tránh mọi chuyện thị phi, tranh cãi trong gia đạo cũng như ở văn phòng. Có người đến quấy rối. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Không nên theo đường lối cũ và chấp nhận hoàn cảnh hiện tại nên mạnh dạn thay đổi vì bè bạn người thân hiểu được hoàn cảnh của mình. Ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, cầu việc làm, cầu tin tức, thu vén công việc. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Khi bắt tay vào làm việc cần phải có thái độ cương quyết và bền trí mới có kết quả. Nếu có nhận được tin không tốt, hoặc trái với dự tính của mình cũng không đáng lo ngại, sẽ có phương hướng giải quyết ở một ngày khác. Không nên hấp tấp trả lời. Tài lộc trung bình, nên tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn lại công việc, đồ đạc. tử vi tuổi ngọ hôm nay người tuổi ngọ có chính quan trợ mệnh nên sẽ đón nhận một ngày với công việc suôn sẻ không có nhiều điều cần phải lo lắng bản mệnh chỉ cần làm theo đúng kế hoạch đề ra là có thể thu được thành quả như mong đợi tinh thần trách nhiệm cao là điều mà con giáp này được cấp trên tin tưởng và đánh giá cao bản mệnh cần cố gắng phát huy để giành được nhiều thành công hơn nữa hãy tạo thêm động lực làm việc cho chính mình có như vậy con đường thăng tiến của bạn sẽ ngày càng rộng mở ngũ hành tương sinh giúp vận đào hoa của những chú ngựa thêm phần khởi sắc người độc thân có thể được ai đó để mắt đến tính cách đặc biệt của con giáp này khiến cho đối phương không khỏi rung động tuy nhiên tình yêu cần đến từ hai phía quyền lựa chọn vẫn nằm trong tay bạn tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim trước khó sau dễ cần phải có sự kiên nhẫn khi có nhiều vấn đề nảy sinh gây trở ngại khó khăn sẽ có kết quả tốt sức khỏe không tốt hay ưu tư cho công việc tình cảm sự chờ đợi tin tức còn chậm nên chú ý đến hoạt động của đồng sự người cấp dưới e có sự trở ngại vấp váp hoặc họ có chuyện buồn riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung nói chung là nên kiên trì nếu thấy có điều lợi nhanh chóng thì sự việc này chỉ là ngắn ngủi tử vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy không nên tin cẩn vào mọi tin tức đến trong ngày nếu là tin tốt cũng không nên quá lo ngại nếu là tin xấu cần phải bình tĩnh để giải quyết không nên để hoàn cảnh khó khăn hiện tại lôi cuốn bị dụ dẫn nên bỏ mặc chuyện thị phi tai tiếng, lời trách oán, và chỉ nên giữ thái độ im lặng và kiên nhẫn trong công việc. Hãy ngồi nhìn sự việc diễn tiến mới tốt, đề phòng các tai nạn rủi ro, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa, Nên cẩn trọng trong các vấn đề đi đứng, sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Đề phòng chuyện thị phi, tranh cãi, khẩu thiệt. Nếu có người đến với mình chỉ là người gặp hoạn nạn muốn nhờ vào mình. Ngày không nên có sự đính ước, hẹn ước, dễ gặp trễn hẹn, sự phản bội không nên toan tính trước vì sự việc sẽ xảy ra trái ngược tử vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ có tin đến khiến mình phải lo toan giải quyết những công việc cần gấp có quý nhân hoặc khách đến đem tin về sự thay đổi đường hướng làm ăn công việc sức khỏe không tốt tâm tình bất an có tài lộc nhưng cực nhọc do tình thế có nhiều biến chuyển khiến mình phải nhu thuận theo dòng tiền bạc vào nhanh ra nhanh có tin xa tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc có tin tức liên quan đến nơi ăn trốn ở danh phận chức vụ tình cảm của mình nên có sự hòa giải hoặc nhu thuận khi muốn hồi âm có thể là bị hiểu lầm hoặc họ chưa nhận được tin mới có lộc hoặc có lộc ăn dự tiệc nên im lặng lắng nghe hơn là bàn cãi dễ có chuyện mít lòng vui không trọn vẹn cẩn trọng khi di chuyển đi đứng sử dụng máy móc xe cộ dễ gặp rủi ro sức khỏe không tốt gia đạo có người bệnh hoặc gặp chuyện buồn tử vi tuổi mùi. Nhờ có chính ấn nâng đỡ, sự nghiệp hôm nay của người tuổi mùi không có nhiều trở ngại. Thậm chí, bạn sẽ tìm được đồng minh đắc lực cùng chung chí hướng nên cả hai đồng lòng giải quyết mọi việc rất nhanh chóng. Thời điểm này, cơ hội thăng tiến của bản mệnh khá tốt. Chỉ cần những chú dê làm tốt việc của mình một cách tốt nhất là có thể có được những cơ hội đảm nhiệm trọng trách lớn lao mà cấp trên tin tưởng giao cho bạn. Thổ khí vượng, sức khỏe của tuổi mùi hôm nay dễ bị ảnh hưởng bởi yếu tố ngũ hành cần chú trọng tới chuyện ăn uống đừng bỏ bữa hay ăn uống không hợp vệ sinh mà gia tăng sức ép cho đường tiêu hóa và dạ dày tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim không nên khởi sự ngay công việc đã định trước hoặc hành động chỉ nên có tính cách thăm dò tham khảo ý kiến của người khác hoặc chờ đợi tin tức mới hấp tấp vội vàng dễ đưa đến hao tốn bất lợi cùng sự xích mích bất hòa có điều nuối tiếc có tin xa tài lộc vào nhanh ra nhanh tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy có người ở xa đến thăm, có lộc nhỏ, hoặc có tin xa, vừa về công việc lẫn tình cảm. Mọi sự tính toán chỉ nên ở trong giai đoạn tham khảo, tìm hiểu. Không nên vội vã tiến hành. Có người dòm ngó và muốn cản trở công việc của mình. Nên ngồi tại chỗ không nên di chuyển, bất lợi. Tử vi tuổi kỳ mùi, thuộc mệnh hòa. Tất cả chỉ nên nằm trong sự trao đổi, thảo luận, bàn bạc, lập kế hoạch. Chưa phải là lúc tiến hành. Có tin xa, sự hẹn hò, hẹn ước chưa được như ý nhưng không phải là xấu có lộc nhỏ hoặc có việc lợi lộc sự thuận lợi đến với mình trong nhóm có người đồng ý kiến với mình tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ không nên tự mình quyết định khi chưa có sự tham khảo ý kiến của quý nhân bè bạn những việc có liên quan nếu không như vậy thì chớ nên hành động vấn đề còn mơ hồ và sẽ có tin tức mới ở một ngày khác chỉ nên thu vén công việc giải quyết những gì còn tồn động ở quá khứ tài lộc vào nhanh ra nhanh có sự kiêm nhiệm đại diện làm thay cho người khác hoặc được nhờ vả tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc ngày tốt có tin tức tốt lành về công danh tài lộc tình cảm công việc nên tiến hành bình thường không nên thay đổi không nên dính dáng chuyện người dễ bị hiểu lầm có người đến gặp hoặc nhắn tin nhờ vả tử vi tuổi thân người tuổi thân được cục diện tam hợp mang tới quý nhân giúp vận trình của người tuổi thân trong thứ sáu này vô cùng sáng sủa chẳng những công việc suôn sẻ mà tình duyên còn thắm sắc giúp con giáp này giữ được tâm trạng hân hoan suốt cả ngày dài bạn ngày càng thể hiện được vai trò quan trọng của mình trong tập thể nếu tiếp tục giữ được phong độ hiện tại chẳng mấy mà bạn sẽ được cất nhắc lên vị trí phù hợp với năng lực của bản thân thổ sinh kim, chuyện tình cảm đôi lứa, vợ chồng chẳng gặp phải bất kỳ trở ngại nào, thậm chí dù công việc hai bên đều rất bận rộn nhưng cả hai vẫn chẳng hề quên trao nhau những câu nói ngọt ngào, lãng mạn và cả sự quan tâm kịp thời. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy. Mọi kế hoạch dự tính đã được định trước cần phải xem xét lại kỹ lưỡng trước khi tiến hành, hoặc sẽ có những vấn đề mới phát sinh khiến phải suy nghĩ lại. Nên bình tĩnh khi có nhiều tin tức hoặc công việc đến dồn dập. Tài lộc trung bình. Có quý nhân hoặc bè bạn giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa. Không nên mưu sự, có nhiều bất lợi, cần dè dặt từ lời ăn tiếng nói cho đến sự cư xử, sẽ gặp nhiều chuyện buồn phiền rắc rối. Gia đạo bất an, có nhiều sự bất hòa trong nội bộ hoặc quan hệ với người khác. Nếu mong cầu về việc giấy tờ, tin tức thì nên kiên nhẫn, tin đến chậm hoặc có đến cũng không vừa ý. Khách hoặc bè bạn, người thân đến chỉ mang tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ ngày xấu cho mọi việc có quá nhiều chuyện phải lo âu tâm tình bất an cẩn trọng các việc có liên quan đến pháp luật hoặc gặp rủi ro buồn phiền tang tóc tai nạn đau ốm mọi việc mong cầu dễ gặp điều bất chắc cẩn thận về lời ăn tiếng nói đưa đến bất hòa xung đột tử vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc có nhiều tin tức tốt xấu lẫn lộn đến về công danh cũng như về tình cảm có tài lộc vào nhanh ra nhanh sức khỏe không tốt ngày có quá nhiều sự bận rộn lo âu gặp quý nhân hoặc bạn bè đến cẩn trọng khi di chuyển đi lại hấp tấp vội vàng không có lợi có tin buồn hoặc có tin tức khiến mình phải lo toan đùm bọc tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim người mặc dù thân mật cũng chớ nên tin cẩn gặp người lạ cũng không nên vồn vã nghe theo dễ gặp điều bất lợi ngày hoàn toàn không tốt cho mọi quan hệ giao thiệp tình cảm sự mong cầu về tài lộc cũng không nên nếu có thì cũng có sự phân chia mít lòng hoặc mình chỉ là người trung gian trong vấn đề tiền bạc và có sự nghi kỵ ngấm ngầm. Dễ hao tài, tin tức không tốt, không nên tranh luận, tranh cãi. Tử vi tuổi dậu Tuổi dậu trong hôm nay sẽ gặp được nhiều may mắn nhờ quý nhân lục hợp mang tới, đặc biệt là đào hoa khởi vượng tới không ngờ sau thời gian chờ đợi bấy lâu thì con giáp này cũng gặp được nhân duyên của mình tình yêu mở lối trái tim các cặp vợ chồng sẽ có những giây phút hạnh phúc thăng hoa bên nhau cuộc sống hôn nhân với nhiều áp lực đời thường cũng không khiến cho tình cảm nhạt phai mà còn càng ngày càng trở nên bền chặt hơn nhờ sự sẻ chia của cả hai tuy nhiên kiếp tài là điểm báo họa phá tài mất tiền mất của có thể khiến những chú gà rơi vào cảnh khốn đốn Lúc này, bạn tốt nhất không nên tham gia vào các dự án đầu tư có phần mạo hiểm, mà hãy để dành cho những cơ hội có tính an toàn, chắc chắn hơn. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Nên khởi sự ngay công việc đang dự định, sẽ thành công. Nên thay đổi tình trạng hiện tại hoặc đi chuyển, đi xa, thay đổi, tu bổ, sửa chữa nơi ăn trốn ở, văn phòng, kho bãi. Có quý nhân hoặc có tin tức tốt của họ ích lợi cho mình. Trong sự ước hẹn cần phải suy nghĩ kỹ, trong tương lai dễ bị ràng buộc về chuyện này. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa. Nên thay đổi ý định, công việc dù có chút ít khó khăn ngăn trở, tuy nhiên vẫn có quý nhân hoặc gặp được cơ hội tốt. Chỉ nên lắng nghe ý kiến của khác nhưng phải tự mình quyết định. Hoặc không nên bàn hoặc nhúng tay vào những chuyện không dính líu đến quyền lợi của mình. Cẩn trọng có sự đổ lỗi hoặc phải gánh vác trách nhiệm một cách vô cớ. Có lộc nhỏ, nên cẩn trọng trong việc đi xa, sử dụng xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ không nên vội vã nêu ý kiến của mình. Hãy chờ đợi và lắng nghe những ý kiến của người khác. Sự thỏa thuận, hẹn ước ở quá khứ nay có sự thay đổi ở người. Có lộc nhỏ hoặc có lộc ăn, tin vui. Sự cầu mong về hỷ sự, thi cử, công danh có kết quả. Tử vi tuổi tân dậu, thuộc mệnh mộc. Tránh mọi tranh giành có phương hại đến thanh danh, tình cảm, nhân nghĩa. Cứ để tự nhiên sẽ có người hiểu mình và có lợi. Có tin vui hoặc dự cuộc vui, đình đám, có lộc ăn, nhưng cũng không vừa ý. Ngày có nhiều sự thay đổi về công danh, tình cảm. Mọi việc đã đến hạn kỳ của nó và nên thuận theo ý trời. Tử vi tuổi Quý Dậu, thuộc mệnh Kim, nên theo đường lối cũ mà làm chưa phải lúc thay đổi phương hướng công việc. Có tin vui, hỷ sự, thuận lợi cho việc di chuyển, đi xa, gặp quý nhân, bè bạn. Có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng, có sự gặp gỡ người thân. tử vi tuổi tuất thìn tuất tương xung là lời cảnh báo người tuổi tuất chớ nên vướng vào các cuộc tranh cãi xích mích trong hôm nay kẻo bạn có thể gặp rắc rối không nhỏ càng là người xa lạ thì bạn lại càng phải cố giữ hòa khí để hạn chế tối đa rủi ro cho bản thân vì họa và miệng dù có gặp phải chuyện bực dọc con giáp này cũng cần phải chút giận đúng người đúng tội Chớ nên mang những cảm xúc nóng này tiêu cực về nhà rồi chút lên đầu nửa kia, có thể bạn đang tự tay phá hủy hạnh phúc của mình đấy. Trong công việc, con giáp này cần thêm sự quyết đoán và hành động dứt khoát hơn, đừng để những nỗi sợ về những chuyện chưa xảy đến cản đường của bạn. Nhất là khi đang có sẵn thiên ấn ở bên, không hành động lúc này, bạn sẽ phải hối tiếc khi cơ hội qua đi đấy. Tử vi tuổi giáp tất thuộc mệnh hỏa, Không nên dè dặt mà phải tự quyết đoán lấy theo ý mình một cách nhanh chóng mới có kết quả. Nếu được đề bạt và công việc mới thì nên chấp thuận. Sự giao ước gặp gỡ không đúng như lời ước hẹn, nhưng vẫn có tin báo người cần gặp có sự trở ngại ngày có nhiều trọng trách tự mình phải giải quyết tài lộc trung bình sức khỏe không tốt tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ ngày xung của buồn mạng nếu có mong cầu về tiền bạc tài lộc thì cũng phải chật vật khó khăn mà cũng không được như ý không nên hành động tiến hành công việc đề phòng tiểu nhân hoặc do sự lầm lẫn của họ đem đến sự thiệt hại cho mình hoặc người mình mong cầu không có khả năng giúp đỡ nên yên phận tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc ngày xung của buồn mạng không nên mưu cầu những chuyện lớn lao sẽ có hại. Tin tức đến đều không có lợi. Nếu có khách đến cũng không đem lại điều lợi cho mình, chỉ là ý kiến thoáng qua. Mọi việc không thể giải quyết trọn vẹn. Dù có tài lộc cũng phải có sự hao tán về nhờ và, giúp đỡ, giao dịch, giao thiệp. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim. Có tài lộc, có quý nhân giúp đỡ. Công việc đến thì nên nhanh chóng giải quyết không nên để chậm trễ sẽ mất cơ hội. Nghe tin xấu về sức khỏe, công danh, tình cảm của người thân, bè bạn tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày có rất chuyện thị phi tai tiếng nên cẩn trọng về lời nói không nên dính líu đến chuyện người hoặc làm giúp chỉ có thiệt thòi không có lợi nên giải quyết những công việc đã đến hạn kỳ ngày không tốt cho việc kết bạn gặp gỡ mọi mong cầu về đi xa hoặc đi gặp gỡ đều không tốt tử vi tuổi hợi thực thần xuất hiện mang tới cơ hội kiếm tiền bất ngờ cho người tuổi hợi thậm chí bạn còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý thì tiền đã đổ về túi con giáp này biết cách tận dụng lợi thế mình đang có để đạt được những cơ hội tài lộc nhiều người ngưỡng mộ không phải ai cũng có sẵn may mắn này nên hãy tranh thủ tính đến các kế hoạch đầu tư dài hạn trong tương lai để duy trì nguồn lợi nhuận cho bản thân nhé trái ngược với những may mắn về tiền bạc chuyện tình cảm của con giáp này lại khá gập ghềnh do ảnh hưởng của ngũ hành thổ khắc thủy vợ chồng thiếu sự chia sẻ cảm thông nên dễ hiểu lầm về công việc của nhau tình yêu của đôi lứa chưa đủ lớn nên dễ để những yếu tố ngoại cảnh làm dạn nứt mối quan hệ tình cảm này tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính có thể đứng đại diện cho nhóm bạn đồng sự khi hợp tác ký kết thảo luận người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó phụ tá quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Có hỷ sự, tài lộc chưa đến, hoặc có mà phải phân chia, hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng, lộc của sự hẹn ước vừa ý. Tử vi tuổi đinh hợi, thuộc mệnh thổ. Có tài lộc nhưng chậm, có hỷ sự, có lộc ăn nhưng phải hao tốn hoặc đóng góp. Có tin xa về công danh, sức khỏe, bổn mạng của người thân thuận lợi trong việc sửa chữa tu bổ văn phòng đồ đạc mọi công việc nên ở trong tình trạng bình thường khai triển thêm không có lợi tình cảm tốt tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc dù gặp sự thuận lợi cũng nên chậm rãi vừa làm vừa thăm dò không nên có sự vồn vã về tình cảm khiến cho người khác nghi kỵ cần đắn đo trong việc giao hẹn đính ước soạn thảo giấy tờ có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim có tin tức ở xa thuận lợi về công danh tình cảm tài lộc không nên e ngại khi đảm nhận các công việc khó khăn hoặc mới lạ sẽ có người hiểu được tài năng cũng như tâm tình của mình tài lộc dễ hao tình cảm tốt tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy chuyện tình cảm chỉ nên để cho một mình hay biết sẽ có người không tốt nhúng tay vào chuyện này nên bỏ qua mọi dư luận bàn bạc cũng không nên tranh cãi có tin xa có chuyện bực mình hoặc có sự trở ngại trong việc mong cầu cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại